Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin từ cải cách ruộng đất đến chuyến bay giải cứu, tay thực hiện tội ác, miệng nói nhân văn. Người Việt Nam thường có câu những kẻ hay nói đạo lý là những kẻ sống không ra gì. Không phải tự nhiên mà xã hội lại có câu nhận xét như vậy. Bởi quan sát từ thực tế của những người hay nói đạo lý và những sự thật ẩn giấu phía sau, làm cho người dân Việt Nam đúc kết được ra những nhận xét như vậy. Đảng và bác không sai, chỉ có bên dưới thực hiện sai khiến bác phải nhỏ nước mắt, rất đạo lý. Mở rộng ra thì chính quyền cũng thế, chính quyền nào giao giảng đạo lý với toàn dân thì chính quyền đó lại là chính quyền khốn nạn. Tại các nước dân chủ, người ta không cần phải lập ra bộ máy tuyên giáo khổng lồ để giao giảng đạo lý cho toàn dân nghe. Họ không đem những tấm gương đạo đức của ai đó ra dạy cho dân, phải sống theo tấm gương này, học tập theo tấm gương khác, họ chỉ làm một điều là diệt cái xấu, cái ác. Một khi cái xấu bị diệt, bị ngăn cản không cho nảy nở, thì cái tốt hiển nhiên sẽ phát triển, chỉ đơn giản có như vậy. Từ thời mới cướp được chính quyền, Đảng Cộng sản đã giao giảng đạo đức, họ giao giảng rằng chính sách cải cách ruộng đất là để mang lại ấm no cho tầng lớp lao động. Tuy nhiên, thực tế thì nó lại diễn ra theo cách giết chóc kinh hoàng. Có đến 172.000 người bị hành quyết bằng hình thức đấu tố mà không cần thông qua bất kỳ quy trình tố tụng nào, oan khuất ngất trời. Sau khi thừa nhận sai lầm, ông Hồ Chí Minh đã dùng khăn mùi xoa lau nước mắt như tỏ vẻ ăn năn. Thế là bác vẫn vĩ đại, bất chấp những tội ác man dợ kia. Chiến dịch giết người quy mô này của Đảng Cộng sản đổ lỗi cho thành phần bên dưới. Họ tuyên truyền rằng do bên dưới thực hiện sai, chứ còn chủ trương của Đảng là rất nhân văn. Nhân văn mà cho phép người hành quyết người dân bằng những phương pháp cực kỳ man dợ, sau khi tổ chức đấu tố mà không qua bất kỳ quy trình tố tụng nào. Thật là kinh hoàng, thật không còn tính người. Tham nhũng, chính sách và gây tội ác, nhưng Đảng vẫn ra giả đạo lý. Bản chất là bản chất. Chế độ này không bao giờ thay đổi được. Đến thời kỳ này, khi mà quan chức tham nhũng nhung nhúc không đếm nổi, thì Đảng Cộng sản vẫn lặp lại giọng điệu tuyên truyền cũ rích. Đảng không sai, chính sách của Đảng rất nhân văn, chỉ có những người cấp dưới thực hiện sai. Và rồi đổ lỗi tất cả cho những quan chức đã bị lộ, còn người chưa bị lộ thì xem như không sai. Đảng không sai mà Đảng sinh ra hàng loạt quan chức làm sai đến như vậy. Những chính sách mang lại cái đói khủng khiếp cho toàn dân sau năm 1975 là đúng hay sao? Mô hình kinh tế quan liêu bao cấp là đúng hay sao? Vào ngày 25 tháng 7, tờ báo Công an Nhân dân có bài viết rằng để không còn chuyện đen thôi, đỏ thì quên đi. Tác giả viết rằng bài học đau xót về việc lợi dụng những chính sách nhân văn cao cả của nhà nước trà đạp lên tình đồng loại để trục lợi. Đây vẫn là miệng nói đạo lý. Nhưng thực hiện như thế nào thì không cần phải phân tích thêm nữa, vì ai cũng đã rõ rồi. Thực chất, chuyến bay giải cứu là tham nhũng chính sách. Khi mà những người đại diện cho nhà nước ở tầng lớp cao tạo ra những chính sách có lợi cho họ và nhóm lợi ích sân sau của họ. Đấy là những chùm cuối. Tất nhiên, để che đậy mục đích trục lợi thì phải khoác lên mình những chính sách có một ý nghĩa nhân văn nào đấy. Bản chất của những kẻ xấu xa là hay nói đạo lý, bởi những lời nói đạo lý là tấm màn che đi những toan tính bẩn thỉu phía sau. Người Cộng sản rất hay nói đạo lý. Trước đây, khi thực hiện chính sách cải cách ruộng đất, mục đích của ông Hồ Chí Minh là loại bỏ thành phần có học, có tài sản. Bởi thời đó, chỉ có con nhà giàu mới được học hành, còn thành phần bần cố nông là mù chữ. Những người có học được xác định là thành phần khó bảo đối với chế độ và ông Hồ Chí Minh đã nhẫn tâm ra tay với họ và còn vác cho nó cái áo mang một tính nghĩa nhân văn giả tạo. Làm chính trị của Cộng sản là phải dùng những chiếc áo đạo đức nhân văn để phủ lên những hành động đáng kinh tởm. Với một xã hội bị ngu dân hóa thì chiêu này vẫn còn tác dụng. Tuy nhiên còn may mắn là không phải ai cũng bị nhồi sọ dưới nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Cũng bởi mê muội theo Đảng, vẫn còn đó những tiếng nói lý trí để lật tẩy chiêu trò của Đảng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Từ cải cách ruộng đất đến chuyến bay giải cứu, tay thực hiện tội ác, miệng thì nói nhân văn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu khui thêm Vạn Thịnh Phát, liệu có lở loét đến Dương Công Minh hay không? Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái của nó đang bị đánh rất mạnh. Trong cấu trúc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có ngân hàng SCB làm nhiệm vụ hút vốn và lùa gà cho những thành viên khác của Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB đã lừa nhiều người gửi tiền vào chuồng gà đầu tư trái phiếu và giờ này các nhà đầu tư xem như mất trắng. Đấy là nỗi đau chung của những người dân ít hiểu biết về những chiêu trò lừa đảo mang tính tổ chức cao trong các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Him Lam của Dương Công Minh và Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan có nhiều dự án trao tay. Vụ Vạn Thịnh Phát chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn phía sau. Có lẽ Vạn Thịnh Phát sẽ không bị lộ sớm nếu không có chuyện đánh nhau trên vũ đài chính trị. Là sân sau thì phải chấp nhận kết cục thắng thua theo chủ soái. Khi thế lực chính trị đỡ đầu hùng mạnh thì sân sau hốt tiền. Khi thế lực chính trị đỡ đầu bị yếu đi thì sân sau bị thịt. Ở xã hội này mấy ai giàu lên mà không đi đêm với các thế lực chính trị. Vụ Vạn Thịnh Phát khiến cho nhiều đại gia từng làm ăn với Trương Mỹ Lan tim đập trần rùn, lo sợ từng ngày. Khi khui ra Vạn Thịnh Phát thì thấp thoáng đã thấy bóng dáng của đại gia Dương Công Minh, là ông chủ của Him Lam, Sacombank. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, báo chí có nhắc đến sai phạm của tập đoàn Him Lam tại một dự án đã bán cho Vạn Thịnh Phát. Những dự án này có rất nhiều bê bối, tuy nhiên không biết bởi phép màu nào mà sau đó báo chí không nhắc tới nữa. Mọi thông tin chỉ gói gọn trong Vạn Thịnh Phát và những công ty con trong hệ sinh thái của nó. Có thể nói tập đoàn Him Lam được nhắc đến với rất nhiều tai tiếng từ Bắc vào Nam với hàng loạt những dự án xây dựng sai phép, trái quy hoạch tại khu đô thị Sài Gòn Bình An. Dự án đã chuyển nhượng cho Vạn Thịnh Phát bị chỉ ra rất nhiều sai phạm. Những gói vay của Sacombank cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang có vấn đề. Vào ngày 15 tháng 7, Sacombank của Dương Công Minh bị Vietnamnet réo tên do có khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát là bà Trương Huệ Vân. Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố 9 công ty vay gần nửa số vốn của dự án Sacombank. Điều này đặt ra nghi vấn rằng nhóm 9 công ty này có phải là sân sau hay có mối quan hệ với ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sacombank hay không. Không biết lần này ông Dương Công Minh cho bịt thông tin như thế nào. Xem ra hệ sinh thái của Him Lam chẳng khác nào hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát và hai doanh nghiệp này cũng đã bắt tay làm ăn trong một số dự án. Theo một số người thảo tin thì chuyện cấu kết giữa ngân hàng với các đại gia bất động sản là phổ biến chứ không phải hiếm hoi. Chuyện ngân hàng SCB nằm trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát thì đã rõ. SCB gom vốn và lùa gà cho các thành viên khác trong nhóm này đem thịt. Có thể ngân hàng không nằm trong hệ sinh thái của doanh nghiệp nào đó, nhưng họ là cấu kết với nhau là chuyện không có gì lạ ở xứ này. Dương Công Minh là một đại gia kín tiếng so với những đại gia khác. Tuy nhiên, khác với vẻ bề ngoài kín tiếng thì bên trong vị đại gia này chẳng khác nào đại gia Trương Mỹ Lan một thời. Báo chí bắt đầu réo tên Sacombank cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp dưới bàn tay của Dương Công Minh đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Sacombank đang bỏ trứng vào cùng một giỏ. Liệu vụ án Sacombank và Him Lam có lở loét thêm nữa hay không thì còn phải chờ xem. Ở cung đình còn đang kịch chiến nên sân sau của các vị tai to mặt lớn cũng cần chuẩn bị tư thế cho việc này. Ông Trọng chưa tóm được Lê Thanh Hải nhưng đã quần nát Vạn Thịnh Phát. Hầu hết sân sau sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn thế lực chính trị mà nó đã dựa vào. Xét cho cùng, cho tới nay, chỉ mới có sân sau của Tư Sang là nhanh chân nhất
bà Đặng Thị Hoàng Yến và giờ là công dân của Hoa Kỳ. Nguyễn Cao Chí thì đang trốn mất tăm hơi. Trò chơi chính trị không phải là chuyện đùa. Nếu không thủ sẵn thế rút chân bỏ chạy thì lại bị biến thành dê tế thần mất thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nếu khui thêm Vạn Thịnh Phát liệu có lở loét đến Dương Công Minh hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de